Đây là một trong những thầy bói coi bài sớm nhất ở cái khu Huê Quảng. Có rất là nhiều và ở trong đây là có nhà luôn nha cả nhà. Nhà, một cái nơi làm việc của những thầy bói đó luôn này đó. Huy muốn vào để hỏi thử. Để hỏi vô để hỏi thử. Nhưng mà thầy bói này đang bận với ba vị khách rồi. Thầy bói đang bận với ba vị khách. Muốn hỏi mà không được. Tính hỏi có bị dông nhập không? Dông heo á. Dông sinh nhật cảnh, dông Nguyễn Phúc có một con cung rồi dông mấy dông ấy đó. Giờ sao ta? Giờ đi hỏi dông hay sao ta? Hay để vô hỏi ông ta. Hay thầy chú thầy này nè. Chú thầy này đang rảnh nè. Mới vô hỏi mà. Có nên hỏi ông ta hay là về nhà mình tự gỡ ta? Chở về nhà thì coi thử có cách nào. Bạn của Huy tới thăm Huy nè. Bạn của Huy đã từng xuất hiện ở trên YouTube rồi, nhưng mà nói chung là mình giữ riêng tư đó. Cho nên là Huy chỉ cho mọi người biết là một người bạn có làn da sô cô la. Sô cô la và từng xuất hiện cùng Huy. kiểu sủi mà kiểu tên stop hả stop. Bye bye thôi, bạn Huy về để Huy bạn Huy về bye bye. Để Huy tiễn bạn Huy về xong rồi Huy làm clip bắt cái dông. Bắt cái dông. Mấy sao ai bỏm thải bỏ. Tội nghiệp bạn Huy. Biết Huy bị hát anh về. Mà nói chung mẹ Huy cô đơn cũng gặp Huy mà biết thôi về hát Huy về, nhưng mà để Huy ăn cái bánh cuốn rồi xong Huy bắt cái dông, để Huy có sức bắt cái dông cho mọi người coi. Ăn bánh cuốn mua 2 phần cho chị Thảo luôn á, cho Huy là không ăn á, tại Huy đi ra ngoài đường á sáng á. Mà ai ngờ giờ mình ăn thêm phần này nữa là hôm nay mình ăn 2 phần bánh cuốn của chị Thái Tâm rất là ngon nha. Chị Thái cầm hôn Huy một lần, ngại Huy sợ. Huy ngại xong chị hôn thêm lần nữa, chị động viên, thấy tội nghiệp quá. Hai chị lúc nào cũng tốt với Huy, yêu thương, ý là về mặt đối xử đó mọi người. Có đọc phẩm để đi mà. Ăn xong mới có sức bắt cái dông. Dông này là dông người thiệt heo luôn ấy. Cái hồi sáng là nước mắm giống như là đậu phộng hay sao á, nước mắm gì á màu nâu nâu, còn nước mắm là chua ngọt. Mình thích nước mắm chua ngọt hơn.
ăn xong vẫn chưa có chưa có đủ sức để bắt cái dòng đó ra, cho nên là làm thêm một ly cà phê cam, là cam để cho có vitamin C này, cà phê cam Americano, orange Americano đó, cho nên có sức để bắt bắt cái dòng đó ra nha, bắt cái dòng sinh nhật cảnh, như là dòng Nguyễn Phùng phúng phùng 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 sinh nhật ảnh cỡ xuyên ghê, đang đang làm một cái sớ dài luôn, cái sớ dài là nói là cái gì đó, cái clip từ 2022 á, là sao, là vì sao up lên thì người ta nói hay than rồi đó, thì mới up lên là đâu có than, mà sang cái đâu có than, nhưng mà up lên thì sinh mặt cảnh nó lại làm kiểu khác rồi đó. Nó nói là không biết tiết kiệm tương lai rồi tương lai mịt mù tăm tối, là trong cái cuộc đời này là biết trước tương lai mình nó sẽ mịt mù tăm tối, là không có được xài nữa, không có được hưởng nữa. Nhưng mà giờ tôi nói luôn là cái đó là trai thương tôi đặt cho tôi đó, chứ ai đâu, tôi mọi người tự biết là tôi không bao giờ xài sang Gucci túi này nọ, Louis Vuitton này nọ cũng là trai mua rồi dục tới nhà rồi mới nhờ mới ấy đó, mới xài đó. Mà ai đâu mà cho không, dục tới nhà rồi lúc mà Tuấn Quẩn lấy đi bán là túi giả, mà thiệt ra cũng không phải túi giả đâu, tại vì nó rất là sang luôn, và nó có hình ấy rồi này nọ, chứ không hiểu sao người ta nói túi giả. Cái tại gì á bạn, hồi xưa bạn Huy giúp Huy là một tháng cho Huy cả ngàn đô mà mua túi giả chi, có đâu nhiêu mà mình mua túi giả, cái tiền cho một tháng là bạn cái tiền túi mà tự mua cái túi giả. Nhưng mà không biết cả, nói chung giả hay thiệt, là cũng là giờ chị muốn nói là cái clip mà cốt công chúa, nó cốt công chúa là được hoàng tử đặt cho khách sạn họ đi quay á, chứ đó đi quay họ muốn cảnh khổ hoài cho coi thì nói than, mà thiệt ra cũng không muốn up lên đâu, mà do người ta nói mình người ta làm đủ kiểu hết á, mà để cho mọi người biết là Huy là lúc có tiền hay là có gì đó là Huy luôn muốn cho mọi người coi và này nọ, chứ không có phải là cần để mọi người, không có phải là cần để mọi người bấm cái nút cảm ơn hay là gì, từ ngày xưa là không có hề nói gì luôn á. Mà vì sao hôm nay mới như vậy, là vì gặp chuyện gì tự biết đi hơn. Sinh nhật cảnh sao mà cứ đi theo ám sát tiểu thơ hoài vậy, rồi nói gì á, trời là trời, tôi lại viết một cái số dài rồi, mà cái khách sạn đó là trai mua cho, thì mình nói là mình đi review thì là cũng trai mua cho mình đi khách sạn thì cũng là của mình chẳng gì, mình phải nói vậy chứ, chứ giờ không lẽ nói trai rồi mày bắt đầu mình nói tao mê trai nữa hả, mê trai gì mà khôn gì vậy, mê trai mà để trai mua. Cũng cái con Nguyễn Phụng nó kêu tao khôn đó, nó comment đầu tiên nó nói tao khôn luôn đó, giờ thương là cũng con Nguyễn Phụng đó. Để tao uống ly cà phê rồi tao cắt cái dòng này, cái dòng này là cái dòng nó nhiều khi một dòng nó nhập lại nó chia ra nó tắt ra nó để hướng nó đánh lạc hướng dư luận nói trời đó. Sức nào mà bắt chị ra cái phim ngắn hoài vậy mấy em giờ phải nói phim ngắn, cho không lẽ nó nói mình là ở làm về là dễ dàng tiếp tục comment dễ dàng bị ám hại nữa, làm biếng cà phê cũng pha uống này nữa không, làm biếng đâu, nhà cửa ra ai 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 bưng cái này qua bên này, rồi cái giường ai ai để ai làm cái này bưng vô, rồi cái salon ai ghép lại, ai nói ai? Cái tủ lạnh ai nhét vào đây, ai cái bàn ai nhét vào đây, quần áo ai nhét vào tủ, nói ngay lập tức cái chị cảnh để chị bắt cái dông là chị lên rồi nè, bắt đầu chị lên rồi đó, chị chưa uống cà phê mà chị lên quá rồi nè, chị lên với em đêm nay luôn này cảnh đâu, phúc phụng phúc phụng 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 uống bằng cái ống hút, chuẩn bị rồi, chuẩn bị tới rồi nè, tối với cạnh với con Phụng rồi nè, chết rồi, uống ly cà phê luôn,
xả thêm một tí lựu vô, chặt cái đâu đó, mấy cái chị làm không đó, cho một ly cà phê lựu cam chuẩn bị quăng là để coi được cái dông này bắt cách nào ta, cái dông này coi dù có bắt cỡ này cũng không có thể nó gỡ ra được hết. Cho nên đâu có dám vô quà bói tốn tiền nữa, tốn tiền là nó nói đi quay cho biết vô quà bói rồi tốn tiền là nó không biết cho tương lai rồi xong rồi giờ làm cách nào ta, chắc là ta khóa trái cửa rồi ta chết trong này trong phòng luôn quá hết. Làm cách nào mấy người mấy chị không làm cách nào mấy chị, giờ chắc em phải đi bắt cái dông, trước khi bắt cái dông rồi phải tiếp tục nữa, tiếp tục làm nữa, làm biến như Phụng nó nói đó. Làm biến mà còn sang như hơn đại gia, sang hơn đại gia thôi, sang hơn đại gia giờ phải mua làm biến rồi nè, làm biến giờ bắt đầu mua cái này chưa có đủ, nó phải dán dính vô đó cái phim ngắn đó, làm biến rồi. Ô không có đóng đường đóng đinh vô đó, không có đóng tường đóng đinh vô, mày mua cái băng keo dán lên sợ hư tường hư đồ nhà người ta, làm biếu làm ô không có đóng đinh phá nhà người ta, làm biếu để được chứ đừng có đóng đinh đóng đô phá sập tường nhà người ta nghe, sống cho biết liều cái nghe. Chưa có bắt cái dông nha, cái dông này khó bắt lắm, phải từ từ để uống thêm nhấp thêm muốn cà phê nữa. Giờ là cắt cái màn nữa, giờ làm tiếp tục làm biến, là làm biến cắt cái màn, làm biến cắt cái màn, làm biến đóng đinh dán vô tường nhà người ta chứ đâu có đi phá hoại, đâu có đi ám hại công chúa, cốt công chúa đàn ông mà cốt công chúa nè, còn em là gì, em là bạch cốt tinh đàn bà mà cốt tâm cốt tâm cốt bạch cốt tinh. Đặt màu trắng á, thì nó da màu kem. Tính tôi dễ lắm, tôi đặt cái màu gì á, tôi đặt cái màu xanh dương thì hay, tôi đặt cái màu xanh nhạt thì đem ra cái màu xanh đậm, còn đặt cái màu trắng thì đem màu kem. Mà tôi cũng cười, cái tính gì mà dễ thương nhỉ. Dán vô dính cứng ngắc nè, đâu có phá hoại, đâu có đóng đinh rồi đâu, làm biến thiệt rồi chứ, sao làm biến như vậy, làm biến quá, làm biến đi, làm biến có đầu tư, có kế hoạch, có tổ chức. Rồi lấy cái kéo đâu ta, còn lại cái kéo hơi để đâu ta, mấy trời rồi quên rồi, cái kéo này đâu mọi người, là
là cảnh như con phụng này mà nó đầu óc nó muốn khùng luôn. Hai đứa bạn em xác chị là được rồi đó. À, bây giờ bắt nhông luôn mà chưa cắt cái mang nha, làm biến chả làm biến khúc nó được, nó lát rồi cắt xong chứ giờ kiếm cái kéo không thấy không, cắt cái nhông nè. Ây da Cảnh ơi, đừng có đá cho chân, trời ơi Phụng đừng có nắm đâu mẹ. Phụng sao dí đầu vậy, làm biến đâu? Cốt công chúa từ từ nhẹ cái cốt công chúa thế, chứ đâu có nhẹ nước miếng, chứ đâu có nhẹ nước gì đâu. Sao mà cốt công chúa thì cho người ta có cốt công chúa một chút đi. Người ta liệu yếu nào tơ, cho dù có cốt công chúa hay là cốt công công. Mới bị chị Phương ơi, chị Trang mới bị nó đá vô trong tay cái khuỷu tay nữa đấy chị. Hôm nay em giả bộ để em làm nạn nhân á, chứ ai đâu hại em suy, cái đầu óc em ghê lắm, em làm đủ kiểu đó, em làm đủ kiểu cho đó óc em ghê lắm. Bắt đầu nó comment nữa nha, comment hồi nãy là cái tay của ai nữa nha. Cái đó thiệt ra là mình không có muốn quay lên đâu, mà thiệt ra cái anh Brandon đó, anh comment là nói là thằng Huy nó bị hắn đi về không ai thì gì nữa, nó nói thì ai không, mà thiệt ra hả, trời ơi người ta thương tôi, người ta thương người ta ấy rồi không ạ, người ta lo lắng cho mình, mà trời ơi những con người đó Huy không hiểu sao luôn á, quá trời quá đất ác luôn thiệt ta. Nha Phụng, để cho uống miếng cà phê đi, sao mà tát luôn vậy, trời ơi cái dông này sao khóc. Trời ơi cảnh đừng dí cái đầu lên, dí vừa thôi. Cảnh ơi cảnh, trời ơi chị Phương cứu em, chị Phương ở bên Phần Lan cứu em, lấy cái chân nó mất cái chân như kìa chị Phương, trời ơi nó đâm những người em đau quá. Miễn chai cái dục, miễn chai dục mặt không có được làm như vậy, làm như vậy là sai, người ta sẽ làm cho mình những cái hành động sai trái như vậy để mình ấy, mình bị quẩn trí, mình theo người ta luôn, nghĩa là dông theo là đúng không, nên đã làm cho mình bị quẩn bộ dông theo, nghĩa là sao gỡ đất đá, làm cách nào không có cách nào hết, cho nên là đâu có dám vô coi bói đâu, đâu có biết trước được tương lai là mình là giàu, là mình là không có được xài rồi mà nghèo đó đó. Phải để biết là nghèo rồi này nọ sai, mà cái khách sạn á là người ta cho, người ta mua cho. Rồi vô mày comment nói mê trai nữa đi, mê trai là để mua cho trai khách sạn á, trái trai đâu mua cái khách sạn để đi quay cho mọi người, không tính công tính phí. Là vì sao có ngày hôm nay người ta thương, người ta gỡ những cái đồng tiền đó hả, là người ta thấy cái hành trình, cái quá trình của tao, mọi sự cố gắng của tao, chứ đâu phải là tao dễ ăn gì được như vậy. Cái nút cảm ơn đó nó dễ ăn gì được, rồi cái dễ ăn gì mà người ta kêu là liên lạc qua mấy cái app khác đi, mà tao không liên lạc mà tao vẫn nhận được 4 triệu, dễ ăn không, mà đã dễ ăn không, đâu có dễ ăn, người ta nhìn được hết á, rồi người ta nhìn được tụi bay là người như thế nào hết á, nãy giờ tụi bay đánh tao đó chứ không có ai ám hại tao đâu, đừng có bị tao cái lưng, thả tay tao ra, đừng, tao nhìn đấm rồi đó nha, nghe chưa. Con người là cần cái đấm lòng, ác thì cũng ác gì vừa thôi, đừng dí người ta mà nhảy cho người ta nhảy xuống đây nha, đừng có làm vậy nha. Rồi mày đợi tụi bay hơi hành ta mới chịu, có nhà mới tao nói cùng đi, người ta tưởng tao bị dông theo nè, tao nói chuyện lớn tiếng lên nữa người ta tưởng dông theo, người ta đuổi tao đi cái phòng rẻ, tao phải đi trốn thu giống nhũi chỗ nào để cho tao ở nữa, tao không có tiền rồi, tao đi chỗ rẻ rồi tụi bay cũng không chịu, tụi bay nói tao ấy, tao mệt tùm lum thứ,
có lấy lại được tiền cọc hay không. Rầu tùm lum thứ hết, tiền mắc quá sẽ tỏ ở tương lai mịt mù tăm tối mà ta vẫn ráng làm. Hả? Sao vậy tụi bay? Tụi bay là con gì vậy? Con ghét thứ mấy? Con ghét thứ 19 hay 20? Hả? Hay là con giáp ở đâu? Nói tao nghe, nhanh lên. Nói. Hả? Cái gì mà nói gì? Tao không nghe được tiếng mày nói. Nói tao lên. Mày đang cười tao phải không? Mày đang cười với cái sự hạnh phúc đau đớn của người khác phải không? Tao đã được cảnh báo, rất là nhiều người cảnh báo rồi. Có những cái loại người như thế, nhìn sự đau đớn của người khác mà cảm thấy sung sướng, sướng đăng lên. Được, ta sẽ cho tụi bay sướng. Ta đồng ý, ta đồng ý cho tụi bay sướng. Nhưng phải cho ta một cái lối thoát. Không phải là cái thoát cái chỗ kia, mà vô toilet ta đi ỉa ra hết. Ta dùng cất xuống dưới đất, chứ ta không có dùng cất trước mặt tụi bay. Ta cũng không có phun nước miếng vô ai hết á. Tao có nhẹ cốt nhẹ ơi, vừa công nhẹ cốt công chúa giờ của tao, nhốt cốt công chúa của tao từ từ tao nhẹ, tao không có nhẹ nước miếng nước ơ vô ai, vô mặt ai, vô nhà ai hết trơn á. Tao đâu đi kiếm ai đâu, sao vậy, sao cứ dí tao qua vậy hả? Ừ, trâu ở là trâu. Trâu ở là trâu. Tôi không ngờ tụi bay. Tôi không ngờ tụi bay là những con người như vậy. Ta đã thấy mặt mũi tụi bay rồi. Ta thấy rõ cái lông nách của mày, con Phụng. Mày đi cào lông nách lên người tao. Mày được phép để. Nhưng tao đang diễn cái cảnh của mày là mày đang châm chọc tao. Tao không có bắt mày phải cào lông nách, nhưng mà mày đi soi từng cái cọng lông nách con chân của tao. Hả? Con Phụng. Mày thấy rồi đó. Tao thấy cọng lông nách của mày. Nhưng mà tao đang chỉ diễn lại cái cảnh của mày đó. Mày đừng coi từng chân cơ kỹ thấp. Mày nắm những cái thứ ngu si lần độ. Mày nói không đúng có sự thật. Nhưng mà mày làm cho người ta tức. Mày làm vô những người ta vô dưới đường khùng. Hả? Là sao vậy? Còn thằng cảnh kia. Hả? Mày nói tao đi qua Myanmar là sao? Hả? Mày cũng mày nói những cái lời mà khủng khiếp ác ôn. Hả? Hả? Tao biết. Nếu mà nói chuyện với kẻ ngu thì mình cũng ngu theo. Nói chuyện với kẻ say thì mình cũng không có thể nói được. Nhưng mà tao đang làm một tập YouTube để tao có được những cái đồng tiền 5.000, 10.000. Xin mọi người đừng bỏ qua nút cảm ơn, hoặc là có thể đừng có bấm bỏ qua quảng cáo, và đừng có lo lắng cho Huy. Và thông qua đây Huy cũng xin lỗi những ai mà lo lắng và tức giùm Huy về những con người như vậy. Và mọi người ơi, cho dù cuộc sống có thế nào thì vẫn luôn có ở đâu đó màu, những màu hồng. Còn những cái màu khác thì mình có thể vẫn cho nó phát hiện ra lơ lơ ở đâu đó. Nhưng những cái màu đó mình sẽ tô lên cho nó một cái chút gì đó, điểm nhấn gì đó, để ý đến người ta, cho người ta lên làm nhân vật chính một lần, để người ta biết được người ta cũng có thể làm người khác đau lòng. Nhưng mục đích chính của Huy là xin mọi hai cái, những cái nhân vật đó hãy buông thang, dông theo là không có thể, không có nhẹ ra được rồi đó. Thầy nào coi được hai cái dông này, cái dông này đâu phải dông chết đâu, dông này sống trơ, dông này chỉ chờ ngày tao chết đâu. Chứ giờ sao giờ cái bộ phim này không kết thúc được hả? Không kết thúc được thì tắt thôi.